Rashford gặp tai nạn kinh hoàng trên siêu xe Rolls-Royce trị giá 700.000 bảng Anh. Xin chào, đây là kênh Cà phê siêu xe. Vụ tai nạn diễn ra ngay sau trận Manchester United chật vật thắng chủ nhà Burnley trong khuôn khổ vòng 6 ngoại hạng Anh ngày 24 tháng 9. Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy chiếc siêu xe của ngôi sao người Anh bị hư hỏng nặng ở bên đường. Cách đó chỉ vài mét một trụ đảo giao thông bị đổ. Khu vực này cũng cho thấy các cọc tiêu và rào chắn giao thông xung quanh ngổn ngang các mảnh vụn. Một nguồn tin nói rằng Rashford bị chấn thương nhưng mà không nghiêm trọng. Vẫn chưa rõ vì sao xe lại gặp tai nạn. Được biết là Rashford sở hữu 3 chiếc Rolls-Royce, chiếc Black Bastard trị giá 700.000 bảng Anh liên quan đến vụ tai nạn trên, một chiếc Cullinan Black Bastard trị giá 390.000 bảng. Và mới tháng trước, anh đã mua một chiếc Cullinan Blue Shadow trị giá 560.000 bảng Anh. Rashford gần đây cũng đã mua một chiếc McLaren 765 Longtail trị giá 280.000 bảng và một chiếc Lamborghini Urus Performance CAT trị giá 350.000 bảng Anh.